là tôi đi bằng xe máy. Nay tôi đi bằng xe đạp. Đi xe đạp thì tiếp tục chia sẻ các bạn xem con đường. Con đường nhỏ nhỏ thôi, không nó mô. Đây là kỳ cày 960 này. Kịp 960. Đây là kiệt 910 tại Nam Ô. Kiệt 610 tinh 1 à, để lực bàn này. Đấy, kiệt nhỏ chưa? Con kiệt nhỏ nhỏ trong thôn Nam Ô. Tiếp tục chia sẻ các bạn xem. Con kiệt. Đấy. Con kiệt. Sắp mình được rải. Bên này có cái chùa Nam Mô A Di Đà Phật này. Chưa? Dạ. Chùa. Chùa Nam Thành. Ra đường rai. Thôi quay lại. Tập vô kiệt, kiệt nhỏ à. Kiệt quá nhỏ luôn. Đây đường mầm non, mầm non. Hãy dừng đi. Con này chó không, con là chó không. Má, má nào là con chó?
nhớ đường. Việc nho nhỏ tại bản Nam Ô. Kinh nghiệm là nhé. Đường nho nhỏ hay là đường lớn hơn nè. Đây là đường ven biển đẹp. Anh em là ngồi của họ rồi. Mmm.
mộ đang còn này. Việc nhỏ nhỏ tại làng Nam Ô. Đập xe thì các công việc nhỏ nhỏ tại làng Nam Ô. Đường chính rồi nè. Rồi tiếp tục đi. Dương kiệt lại. Vô nhỏ nữa.
nữa. Đây à, đi vô nhà không? Đường nhỏ dễ sợ. Hôm nay cũng được hả?